trong đó 4 loại thuốc là do công ty cổ phần dược phẩm Minh Kỳ phường 5 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đăng ký, còn riêng thuốc Onsepan 40 MP là do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Antus, địa chỉ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đăng ký. Cục quản lý dược yêu cầu cơ sở đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc phối hợp với cơ sở sản xuất có thuốc ban hành kèm theo quyết định này gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng thuốc, tiến hành thu hồi toàn bộ các thuốc nêu trên gửi báo cáo về cục quản lý dược trước ngày 15 tháng 6.